Thưa quý khán giả, năm 2024 là năm thứ tư cần sự bứt phá để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với bối cảnh nêu trên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đề ra mục tiêu trong năm mới sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt nhất các tiềm năng lợi thế Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nêu tại các nghị quyết số 59 của Trung ương, 98 của Chính phủ, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, đặc biệt là nghị quyết số 45 của Quốc hội để tạo chuyển biến rõ nét và đạt hiệu quả thiết thực nhất cho thành phố. Đồng thời chủ động phối hợp thực hiện tốt việc triển khai quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch triển khai hiệu quả cơ chế chính sách về tài chính nhất là phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đề án tăng thu ngân sách phát huy kết quả rất tích cực trong công tác quốc phòng an ninh đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố